Xin chào các bạn, mình tên là Yến Trinh thì hôm nay mình xin chia sẻ về bí quyết làm đẹp da của mình. Đó là hiện tại là mình đang sử dụng là mỹ phẩm Bạch Hồng Đơn. Thì mình cũng chia sẻ luôn là da trước đây của mình á là bị mụn ẩn. Đó, bị mụn ẩn thì các bạn cũng biết rằng là khi bị mụn ẩn nhìn da của mình rất là xấu. Những cái vết mụn nó sẽ chìm sâu dưới da và mỗi lần là lấy nhân mụn lên thì rất là khó khăn và nhiều khi gây ra cho mình là bị sẹo trên da mặt. Thì để điều trị mụn sạch và làm đẹp da cho tới ngày hôm nay thì bước thứ nhất là đầu tiên là mình sử dụng chai đặc trị này, chai đặc trị mỹ phẩm Bạch Hồng Đơn. Thì đối với da của mình á, điều trị trong vòng là tầm khoảng gần 4 tháng, 3 tháng mấy đến 4 tháng. Mình điều trị bằng chai này á, là hàng ngày á, là mình thoa, mình xịt lên bông gòn á, khoảng là 3-4 lần, 3-4 xịt mình thoa đều trên mặt. Và mỗi ngày mình thoa khoảng là 3-4 lần, tùy theo da của các bạn như thế nào. Đối với là da khô á, là mình thoa khoảng là 3-4 lần thôi. Và đối với là da nhờn á, các bạn còn phải thoa nhiều hơn nữa để cho là cái thuốc kiểm soát cái lượng dầu trên da mặt của các bạn. Và khi điều trị khoảng là tầm 3 đến 4 tháng á, thì da mình á, những cái vết mụn á, nó sẽ trồi lên. Đó, những cái vết mụn ẩn nó sẽ trồi lên da mặt. Và những nếu các bạn mà có những cái vết mụn mà sưng đỏ lên á, thì thoa lên nó sẽ xẹp, nó sẽ xẹp xuống và bong ra. Và sau khoảng thời gian mình điều trị cái thuốc đặc trị này á, thì da của mình á, lúc này nó sẽ cái tế bào chết nó sẽ bong ra. Thì lúc này á, da của mình á, nhìn rất là sáng, nhìn sáng và sạch mụn hơn rất là nhiều, không có bị sạm hoặc là mụn như lúc trước nữa. Và sau khi á, mình điều trị cái chai đặc trị này xong rồi, mình chuyển qua cái bước thứ hai là dưỡng da bằng nước dưỡng và bột mặt nạ và cũng như là kem. Thì đối với lại cái nước dưỡng á, là mình thoa hàng đêm trước khi đi ngủ, là mình xịt trên bông gòn là khoảng tầm là 2 đến 3 xịt, mình thoa đều trên cái mặt của mình. Đó, mình thoa trước khi đi ngủ nó sẽ giúp cho da của bạn là mềm mịn hơn và cảm nhận mềm mịn nhất là buổi sáng, là các bạn ngủ dậy các bạn lấy tay sờ trên mặt của mình á, sẽ cảm thấy rất là mềm và mịn trên da mặt của mình. Và sau khi là ngủ dậy á, và trước khi thoa cái dưỡng này vào ban đêm á, là mình sẽ rửa mặt bằng bột rửa mặt Bạch Hồng Đơn. Đó, mình không có rửa mặt bằng sữa rửa mặt hóa chất, mà mình rửa là cái bột này, bột mỹ phẩm Bạch Hồng Đơn. Mình rửa mặt này thì cảm thấy là da của mình rất là sạch. Đó, da của mình sạch và sáng lên từng ngày. Thì đối với là những các bạn nào mà rảnh rỗi vào thời gian ban đêm và khoảng một tuần và khoảng 3-4 lần á, thì mình sẽ đắp mặt nạ. Sẽ đắp mặt nạ vào 3-4 lần cho một tuần, nó sẽ giúp cho da của các bạn là sạch cũng như là không có bị bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông. Và sau khi là buổi sáng mình rửa mặt bằng cái bột mặt nạ xong, mình sẽ thoa kem dưỡng da. Đó, kem dưỡng da giúp cho các bạn là chống nắng, không giúp cho các bạn chống nắng cũng như là không có bị thâm nám nữa. Và thứ ba nữa là nó sẽ thay cho lớp kem nền make up. Các bạn không có cần make up mà thoa cái kem này lên, nó sẽ giúp cho da của bạn trắng lên và đều màu lên rất nhiều. Thì mình để lấy được lại cái làn da hôm nay á, mình cũng xin chân thành cảm ơn công ty mỹ phẩm Bạch Hồng Đơn đã đem đến cho mình cũng như là các bạn một bộ mỹ phẩm này rất là tốt nhất. Thì mình khuyên các bạn rằng là để điều trị mụn đúng cách á, và an toàn thì nên vào nên sử dụng cái mỹ phẩm này. Và các bạn muốn hỗ trợ tư vấn nè hoặc là cách sử dụng điều trị như thế nào thì các bạn vào trang web www.điều trị mụn nám.com thì vào đây sẽ được các nhân viên tư vấn sẽ theo sát các bạn rất là nhiệt tình và
theo dõi các bạn hàng ngày rất là tốt. Mình cảm thấy là dịch vụ chăm sóc da rất là tốt, thì mong rằng các bạn sẽ đi theo sử dụng mỹ phẩm Bạch Hồng Đơn như thế này như mình. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ về mỹ phẩm Bạch Hồng Đơn rất nhiều.